Thank you.
những kẻ mày lầm sớm ngày thức tỉnh quay đầu hồi tâm. Trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả pháp giới và chúng sanh, hết thảy ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này đều đồng sanh cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Thiện tài. Xá lợi há chúc căn lành, nhân duyên phước đức mà thành đạo sao? Phật chỉ độ những người có đủ thiện căn, phước đức, nhân duyên. Thiện căn là người đó phải có tâm thiện sẵn. Phước đức là người đó phải sinh ra trong gia đình có phước báo tương đối, không khổ quá mà cũng không có hưởng thụ quá, khổ quá thì cũng không có tu hành được. Mà nếu hưởng thụ quá, chìm đắm trong dục lạc thì cũng không tu hành được. Cuộc sống tương đối thanh thản. Nhân duyên là có nhân duyên gặp được Phật pháp, gặp được thiện tri thức ngay trong hiện kiếp. A Di Đà Phật. Chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại ở trần gian này, và sớm ngày giác ngộ, thoát khỏi sông mê, quay về bờ giác. Nam mô A Di Đà Phật. Uyển khổ vô biên, hồi đầu thị ngạn.